Bình chọn cho nhân vật buôn bán vũ khí giỏi nhất từ thời xưa đến giờ, theo mình nghĩ là phải bình chọn cho Cụ Rùa, bởi vì Cụ Rùa được xem là thành kinh quy, và trong thần thoại dân gian thì Cụ Rùa đã cho vua An Dương Vương mượn cái móng thành để đánh đuổi quân Triệu Đà. Đến thời vua Lê Lợi thì cụ lại cho mượn gươm thành để đánh đuổi giặc Minh. Thì lúc này các bạn có thể nhìn thấy là những cái sản phẩm, những cái vũ khí mà Cụ Rùa cho mượn đều đánh tan hết quân xâm lược nha các bạn. Thì có thể nói là cụ là một trong những cái nhân vật rất là nổi tiếng, rất là máu mặt luôn. Cụ cho mượn vũ khí nào là đánh tan quân xâm lược cái đó nha. Thì mình có thể nói là bầu chọn cho cụ là một trong những nhân vật có thể nói là buôn bán vũ khí giỏi nhất từ thời xa xưa tới giờ nha các bạn. Thì đây là một trong những nhân vật rất là nổi tiếng. Các bạn đang xem thì đây là nhân vật cụ Rùa. Cụ sống tại Hồ Gươm và cụ mất năm 2016. Thì đây là con cháu chúc chích trục trịch của cụ nha. Cụ có cái nặng 169kg và cụ dài 1m85, và cụ được bảo quản bằng công nghệ nhựa hóa của Cộng hòa Liên bang Đức nhớ bạn. Đây chính là cụ Rùa mất năm 1967. Cụ có cái nặng là 250kg và cụ có mây dài là 2.1m và cụ rộng 1.2m. Cụ được bảo quản bằng phương pháp là nhồi xác và ngâm hóa chất. Chính vì vậy ngày xưa cái phương pháp này chưa có được tiên tiến cho lắm, nên là các bạn có thấy là da của cụ là bị nhăn nheo. Thế nhưng là cụ có một cái gương mặt cười cũng rất gì là dễ thương. Đó là gương mặt của cụ đó.